quay nhưng nhấc thôi. Đang cho các con hoạt động trải nghiệm làm bánh tráng, quay đi. Làm bánh tráng khi bố Hoàn mẹ Duyên đi vắng nhà. Hello. Đội thanh niên của xóm phá nát nhà bố Hoàn. Ok. Làm bánh tráng. Đầu tiêu. Đầu tiêu là rửa chín bích. Tít là cháu là người bị kéo. Tít đầu tiêu đấy. Nhưng mà xong các chị cũng được ăn. Đầu tiêu là Văn Tít. Còn đây là chị Bích thì ạ. Mời mọi người. Dưới sự giám sát của bố Quỳnh. Ok, xin mời bố quay. Cháu cho trứng lên nhá. Cho đi nào. Cháu cho trứng lên nhá. Ừ, cho đi. Cho lại quanh ra. Nó trứng đều. Ủa. Đây. Bỏ ra nào. Chị đấy rất là vui con ạ. Từ á. Thôi đi. Được chưa chị Linh? Ít trứng thôi. Thôi được rồi. Thêm một ít này. Thôi bây giờ để chị làm cá đi, không phải chị Bích làm mới được. Đừng cho lạc vào nên nó cháy. Đừng cho lạc vào nữa tí thôi. Ăn trứng. Không cần ăn trứng thì cho trứng vào. Ok. Lấy trứng ở đâu ra đây? Trứng thằng Tin. Thằng Tin lấy trứng đâu con? Trong nhà tủ kinh nhỉ, tủ lạnh có trứng à, nhưng mà ít trứng quá lấy thêm không chú? Thôi lấy thêm đi, thêm mẹ Duyên về lấy mai sao? Mai kia mẹ Duyên về thấy hết là mẹ Duyên oánh mới đi cho không sao. Trứng này vẫn còn con, vẫn còn trứng này, đánh là phải cho thêm tí nước mà nó mới đỡ khô. Làm được hai cái đâu sản phẩm rồi, sản phẩm quá đẹp luôn. Ok. Đồ này nó phá nát nhà Duyên Hoàn rồi. Nhưng mà xong thì giờ lúc nào bố Hoàn mẹ Duyên đến đây cũng được. Thì bố Hoàn em phải đi làm ăn bánh tráng. Ừ, ăn bánh tráng về tầm này. Thôi thì về đã. Đây là có chú ở đây thì mới được làm này nhá. Nguyên trẻ con là các con là không được làm đâu, nhớ chưa? Ừ, có ba cháu ở đây, bà phải giám sát được làm bánh. Biết thế nhưng mà không được làm. Bà chưa? Cho 2 điểm. Cuộn vào đi Bình, khô rồi kìa. Cuộn vào đi kìa. Cho em ăn thử nhá. Đấy. Để cho nó đấy ra. Không, cho dầu nữa lại đấy. Đây là ba nhà nội trợ. Ba nhà nội trợ tại ba. Quay cả ba đứa kia đó hả? Nhân dịp Hoàn Duyên đi vắng là đây gọi là ba ông phá gia chi tử. Quay ba đứa kia chứ gì, bố con về cũng được ăn bánh tráng ấy. Phá nhà phá bếp. Đây là ba bạc thủ. Đây là ba bạc thủ chơi bài xuyên đêm. Ok.